Trên mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh sạc pin điện thoại bất ngờ phát nổ trong một tiệm nail khiến nhiều người sợ hãi. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại vào ngày 23 tháng 11 vừa qua. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh khu vực có ổ cắm điện thì bất ngờ cục sạc điện thoại tại đó phát nổ, tia lửa bắn tung tóe. Sợ hãi trước sự việc xảy ra, cô gái nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy ra cửa và gọi mọi người. May mắn di chuyển kịp thời nên vụ nổ không khiến cô gái bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, chiếc ổ điện và chiếc sạc pin điện thoại đều bị cháy đen thui. Rất may không xảy ra chập điện hay cháy nổ nào lớn. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng khiến nhiều người lo ngại. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố sạc điện thoại. Tuy nhiên, do mọi người chủ quan nên rất dễ gặp phải nguy hiểm khi dùng những chiếc sạc không chính hãng hoặc vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại. Người dùng cần phải lưu ý hơn trong vấn đề này.